ăn can dễ nhưng mà lại hay sai nhiều nhất. Đây là những câu cực kỳ chất mà chắc chắn rằng để khẳng định rằng là sẽ có rất nhiều bạn bị sai. Ở trong cái phần học ngày hôm nay chúng ta sẽ chia thành 4 cái phần. Phần số 1 là phần khởi động, phần số 2 là phần vượt chướng ngại vật, phần số 3 phần tăng tốc và phần số 4 là phần về đích. Rồi, nào. Câu số 1 ạ. Ăn can nào mà lại bị hòa tan tốt trong nước? Ăn can hòa tan tốt trong dung môi nào? Hòa tan tốt, tan tốt trong dung môi nào? Thế thì chúng ta khi mà làm cái câu này ấy, chúng ta phải nhớ đến một vài điều như sau này. Thứ nhất là ăn can là một trong số những anh mà không tan trong nước. Được chưa? Ăn can là nó là không phân cực, nên nó sẽ không thể nào tan trong bọn phân cực được. Đúng rồi, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn lại chúng ta về chương trình khóa lớp 11 các em nhé. Thầy hướng dẫn lại về cho chương trình khóa lớp 11 dành cho tất cả các bạn và các em. Thế thì nó sẽ không tan được cả trong HCl và không tan được cả trong NaOH nữa. Vậy thì ancan sẽ hòa tan tốt trong dung môi là benzen. Bởi vì benzen là dung môi không phân cực thì nó sẽ hòa tan tốt thằng ancan cũng dung môi không phân cực. Được chưa? Nào, câu số 2 ạ. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất là đồng đẳng của metan? Được chưa? Các bạn cùng comment đáp án câu số 2 nào. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan? Thế thì chúng ta phải hiểu nhé. Dãy đồng đẳng của metan thì metan nó là CH4. Thì tương đương với là dãy đồng đẳng của metan là tất cả những anh có công thức là CnH2n+2. Nhá. CnH2n+2. Vậy có nghĩa tất cả những anh nào có công thức tổng quát thuộc dạng CnH2n+2 thì nó thuộc dãy đồng đẳng của ancan. Vậy ý A loại CH2 không được. Ok chưa? Ý B loại CH2 không được. Ok chưa? Ý D loại C6H12 không được, bởi vì nó là anken. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Đáp án C, CH4 này, CH6 này, C4H10 này và C5H12. Ok chưa? Câu số 3 nào các em? Câu số 3 nào? Câu số 3. Câu số 3. Nào, chúng ta cũng có mấy đáp án câu số 3 nào. Khi cho metan tác dụng với lại clo, ánh sáng theo tỷ lệ mol 1:1 thì sản phẩm chính là metan. Bây giờ viết phương trình, metan là không phải là me, đúng không? Metan là CH4 này, tác dụng với lại clo này, ánh sáng kích thích này, ánh sáng kích thích, tỷ lệ 1:1 này, thì có phải 1 hydro bỏ đi tạo thành CH3Cl cộng HCl không ạ? Vậy sản phẩm chính của chúng ta là CH3Cl. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các em nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu số 4 ạ. Câu số 4. Tổng số liên kết cộng hóa trị trong một phân tử C3H8 là bao nhiêu? Úi dồi ôi, vẽ ra. Vẽ ra là biết hết. Đây, C3H8 đây. Xong đếm các em ạ. Vẽ ra xong đếm là một câu chuyện đơn giản nhất. Nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 liên kết. Vậy ta sẽ có là tổng số liên kết cộng hóa trị trong một phân tử C3H8 là 10. Đáp án đúng là đáp án A. Câu số 5. Ứng với công thức phân tử C5H12 thì có bao nhiêu đồng phân mạch carbon? Ứng với công thức phân tử C5H12 thì có bao nhiêu mạch carbon? Nào các bạn có comment đáp án cho thầy xem đáp án gì. Câu số 5. Ứng với công thức phân tử C5H12 thì có bao nhiêu đồng phân mạch carbon? Chúng ta vẽ này nhé. Này C5 này. Mạch chính này. Cái này các bạn sợ nhiều lắm luôn. Mạch chính C5 này. 1, 2, 3, 4, 5 một cháu. 1, 2, 3, 4 cháu thứ 2. 1, 2, 3, cháu thứ 3. Vậy là C5H12 của chúng ta chỉ có 3 đồng phân thôi nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 3 đồng phân. Rồi, chúng ta vừa xong phần khởi động. Phần khởi động là phần dễ nhất. Bây giờ chúng ta cùng bước tiếp sang phần số 2 là phần tăng tốc. Phần số 2 là phần tăng tốc. Nào, các bạn cùng làm, cùng comment thử đáp án cho thầy câu số 2. Câu số 2 tăng tốc là chúng ta phải tăng tốc độ giải lên ạ. Chúng ta phải tăng tốc độ giải thật nhanh lên nhá. Bởi vì đây là những phần dễ và nó là những cái câu mà rất dễ có ở bên trong cái đề thi giữa học kỳ 2 cũng như là đề thi trung học thông quốc gia của các em. Câu số 6. Câu nào đúng khi nói về hydrocarbonol? Câu nào đúng khi nói về hydrocarbonol? Là hydrocarbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn. Chính xác đúng không ạ? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A luôn nhỉ. Là hydrocarbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn. Chính xác, nó là hydrocarbonol đấy ạ. Khá nhiều bạn bị nhầm đây.
Nào, chất hữu cơ trong phân tử chỉ có hai nguyên tố C và H. Nhiều bạn chọn YZ sai. Bởi vì YZ nó chỉ là hydrocarbon thôi, chứ nó chưa no. Đúng không em? Đấy, các bạn hãy chú ý nha. Câu số 7 ạ. Ancan có những loại đồng phân nào? Câu số 7 nè. Ancan có những loại đồng phân nào? Ancan có những loại đồng phân nào? Thì ta biết rồi, ancan chúng ta chỉ có một loại đồng phân thôi. Đó là đồng phân cấu tạo nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Câu số 8. Nhận xét nào dưới đây là sai? Nhận xét nào dưới đây là sai? Các bạn comment đáp án cho thầy coi nào. Nhận xét nào dưới đây là sai? Tất cả các ancan thì đều có công thức phân tử là CnHn+2 đúng. Tất cả các chất mà có công thức phân tử là CnHn+2 đều là ancan chính xác. Tất cả các ancan đều chỉ có liên kết đơn trong phân tử chính xác. Và tất cả các chất chỉ có liên kết đơn trong phân tử đều là ancan. Cái này sai lè. Thầy lấy ví dụ CCl4. Đấy, đều có liên kết đơn trong phân tử nhưng nó không phải là ancan. Đấy, rất nhiều bạn sẽ bị lừa những câu như này nhá. Các em chú ý nhá. Câu số 9 á. Neopentan là chất nào sau đây? Nào, neopentan là chất nào sau đây ạ? Neopentan là chất nào sau đây? Căng 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 căng, đúng không? Thế thì neo là cái này. Đây, thì vẽ ra cho các em nhìn nhá. Đây là neopentan này. Hay người ta viết ngắn gọn lại thì người ta sẽ viết là CCH3 tất cả 4 lần. Nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Khoai chưa, khoai chưa? Câu số 10 ạ. Câu số 10 này thầy khẳng định với tất cả các bạn và các em là không có nhiều bạn trả lời đúng được câu số 10 này đâu. Bởi vì ở câu số 10 này các bạn rất rất dễ bị nhầm về cái vấn đề gọi tên. Nhá, các bạn cùng nhìn này. Đầu tiên này, hexan là có 6 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn nhìn rõ chưa? 3 đánh số lại 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 etin là vị trí số 3 này, có nhóm thế etin này. 2,4 dimetin là vị trí số 2 và số 4 có hai nhóm. Các bạn nhìn rõ chưa? Vậy đến đây mình mới ra được nha. Xem tổng có bao nhiêu carbon? 6, 7, 8, 9, 10. Vậy nó chắc chắn phải là C10. Mà C10 là ancan nên nó là C10H22. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Đấy. Chưa có bạn nào comment là đúng câu này. Các bạn thấy không? Đây là những câu cực kỳ khoai và rất dễ thì và rất dễ có trong các đề kiểm tra của các em, nên các bạn cần phải chú ý. Câu số 11 ạ. Trong phân tử hợp chất sau đây, số nguyên tử carbon nhá. Trong phân tử hợp chất sau đây, số nguyên tử carbon bậc 1, bậc 2, bậc 3 và bậc 4 tương ứng là. Nào. Trong phân tử hợp chất sau đây ạ, số nguyên tử carbon bậc 1, bậc 2, bậc 3 và bậc 4 tương ứng là gì? Bao nhiêu ạ? Nào xem nào. Carbon bậc 1, bậc 2, bậc 3. Thế thì để giải được câu này nhá, chúng ta phải viết được, bắt buộc chúng ta phải viết được công thức cấu tạo của anh 2,2,3 trimethylpentan. Xem là công thức của nó là gì. 2,2,3 trimethylpentan. Pentan. Đây là pentan. 2,2,3 đánh số đi. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy đây là 2 này, 2 này, 3 này, trimethylpentan. Thế giờ chúng ta đi xác định xem là số nguyên tử carbon bậc 1. Chúng ta lưu ý cho thầy, bậc của carbon thì chính bằng số liên kết của carbon với carbon bên cạnh. Bên cạnh. Vậy anh này là carbon bậc 1 này. 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 Vậy chúng ta sẽ có 1 2 3 4 5 nguyên tử carbon bậc 1. Nhá. 5 carbon bậc 1. Loại đáp án A, loại đáp án B, loại đáp án C. Thế còn carbon bậc 2. Đây. Anh 4, đây carbon bậc 2, đây carbon bậc 3 và anh này là carbon bậc 4. Vậy là 5 1 1 và 1 các em nhé. 5 1 1 và 1. Đấy, rất nhiều bạn đã quên kiến thức. Phát hiện rằng là có rất nhiều bạn đã quên kiến thức, kể cả là các bạn học lớp 12. 11 quên thì thôi không chấp, 11 vừa học xong quên thì toang. Nên là buổi ngày hôm nay thì giúp để chúng ta lấy lại gốc. Toang lắm, toang chặt rồi. Câu 12 ạ.
tên gọi của chất có công thức cấu tạo sao là? Ui, nhìn hoang mang không? Nhìn hoang mang không? Nhưng mà chúng ta phải gọi được tên các em nhé. Nhiệm vụ chính của chúng ta là phải gọi được tên như anh này đấy ạ. Tên gọi của các chất có công thức cấu tạo sao là? Đây, mình vẽ ra nhá. CH3 hai lần này, thì C này, C này, C này. Xong lại CH5. Úi dồi ôi, một anh C này nhiều thế. CH2 này, CH này, CH5 này. Đây. Vậy bây giờ các em cho thầy hỏi mạch chính mình sẽ chọn như thế nào? Mạch chính mình sẽ chọn như thế nào? Càng đấy. Mạch chính mình sẽ chọn như thế nào? Có một câu hỏi rất là quan trọng. Mạch chính à, mạch chính. Nào các bạn chọn mạch chính theo đường màu xanh hay các bạn chọn mạch chính theo đường màu tím? Nào các bạn chọn xanh hay tím ạ? Số 13. Chưa xong nhỉ? Câu 12 các bạn chọn cái gì? Đường gì ạ? Đường xanh hay là đường tím? Đường nào vào tim em? À, đường tím, chính xác. Đường tím ạ. Vậy bây giờ mình đánh số nhá. 1 2 3 4 5 6 7. Và anh này sẽ có tên gọi là gì ạ? Đây, 5 etin. 5 etin các em ạ. 3,3 dimetin. Mẹ em phải bón phân hóa học hép tan. Được chưa? 5 etin, 3,3 dimetin, hép tan. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Câu 13. Câu 13 là câu cuối cùng trước khi mình sang phần số 3 là phần lèo dốc. Lèo dốc này thở hổn hển luôn các em ạ. Dốc này cao lắm, dốc này dốc đứng như phản xi păng luôn. Câu 13. Chất có công thức cấu tạo có tên là, ôi câu này dễ quá nhỉ. Nào, câu này bây giờ mình đấy, đây là đường thẳng tắp rồi. Bước 1 đánh số. Đánh số làm sao cho nguyên tử carbon gần nhánh nhất. Vậy này, số này. 1 2 3 4 5. Được chưa? 1 2 3 4 5. Vậy nó sẽ là gì ạ? 2,3 dimetin pentan. Nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. B bỏ các em nhá. 4 bị nhảy đáp án nhá. Câu 14 bị nhảy đáp án nên là thôi chúng ta bỏ câu 14 đi. Câu 13 thì đáp án đúng chúng ta đáp án B rất là dễ. 1 2 3 4 5. Được chưa? Câu 15 nào các em? 15 ạ. Khi cho butan tác dụng với brom. Khi cho butan tác dụng với brom thì thu được sản phẩm monobrom. Nào sau đây là sản phẩm chính? Butan nhá, butan đây. Butan đây. Butan. Butan. Bu bút mẹ em phải bón. Mẹ em phải bón. Vậy butan là có 4 carbon. 1 2 3 4. Được chưa? Tác dụng với brom thì dẫn xuất nào sau đây là sản phẩm chính? Thì các bạn lưu ý cho thầy này. Quy tắc thế. Quy tắc thế. Trời ơi, quy tắc thế dài dòng lắm. Nhưng mà các bạn cứ nhớ được cái quy tắc quy thế của này của thầy Minh này. Các bạn ngon lành cành đào này. Là gì ạ? Là halogen được ký hiệu là X. X thì có thể là clo hoặc brom. Thì nó sẽ ưu tiên. Ưu tiên thế vào carbon no và có bậc cao nhất. Ui giời ơi, quy tắc này đơn giản lắm các em ạ. Quy tắc này nó chính là chân dài cặp với đại dài. Có nghĩa là trong tất cả các carbon này các em chỉ cần đi tìm cho thầy anh nào là anh đại gia. Anh đại gia nào? Anh đại gia nào? Anh đại gia là anh mà có bậc cao nhất nhá. Anh đại gia là anh có bậc cao nhất, anh này bậc 1, anh này bậc 1, anh này bậc 2 và anh này bậc 2 nên chắc chắn nó sẽ ưu tiên thế vào anh bậc 2. C C C C B R. Ok chưa? Và câu chuyện còn lại của chúng ta là chọn đáp án 2 brom butan, chính xác. Và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Bỏ kèm nhé. B. Bỏ. Câu 16 ạ. Câu 16 tương tự, mình lại sử dụng cái nguyên lý là chân dài cặp đại gia thôi các em.
16 các bạn cùng chọn cho thầy xem đáp án gì ạ? 16 ạ. Các bạn thấy không? Ôn về ankan nó không phải là một vấn đề đơn giản. Mặc dù các em đã học qua rồi nhưng vẫn còn rất nhiều câu mà chúng ta cảm giác thấy nó khó và hoài, cần sự trợ giúp của thầy, đúng không? Thế nên đây mới gọi là phần leo dốc. Leo dốc isohexan. Vậy chúng ta phải nhớ được isohexan là gì. Đầu tiên nhá, isohexan là nó có 6 carbon này. Được chưa? Iso là carbon đính vào vị trí carbon số 2. Đây là isohexan. Tỷ lệ mol 1:1 mà để ngoài ánh sáng thì thu được sản phẩm chính. Đề bài yêu cầu chúng ta là sản phẩm chính các em ạ. Sản phẩm chính là gì? Thế thì chúng ta sẽ có sản phẩm chính, nó sẽ ưu tiên vào carbon có bậc cao nhất. Vậy bậc 1, bậc 3, bậc 2, bậc 2 và bậc 1, vậy nó sẽ ưu tiên vào bậc mấy? Ưu tiên vào bậc 3. Đúng chưa? Và khi mà nó ưu tiên vào bậc 3, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì các em? Để vào bậc 3. Thực ra về mặt bản chất là nó sẽ ưu tiên vào anh nguyên tử carbon có ít hydro nhất. Và nguyên tử carbon nào trong đây là có ít hydro nhất ấy? Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Người ta viết ngược lại đó các em ạ. A nha các em nhá. Phải tinh ý vào, phải thật tinh ý vào thì mới thoát được, thì mới sống được. Câu 17 nào. Ancan X có công thức phân tử là C5H12. Khi tác dụng với clo thì tạo thành 4 dẫn suất monoclo. Ancan X có công thức phân tử là C5H12. Khi tác dụng với clo thì tạo được 4 dẫn suất monoclo. Tên của X là 4 dẫn suất monoclo, có nghĩa là cái chất này là có 5 carbon nhưng mà lại thu được 4 dẫn suất monoclo. Vậy nó chỉ có thể là anh này thôi. Được chưa? Trục đối xứng này. Clo phải điền vào đây là đồng phân số 1. Đồng phân số 1 điền vào đây đồng phân số 2, điền đây đồng phân số 3, điền đây đồng phân số 4, còn điền vào anh này thì trùng với đồng phân số 1. Vì vậy nên câu 17 đáp án đúng của chúng ta nó phải là isopentan em nhá. Isopentan. Ui Tuyên Dương. Tuyên Dương, tất cả các bạn đã chọn câu 17 đáp án B, xịn quá nhỉ. Câu 18. Câu 18. Đốt cháy hết ancan. Vậy chúng ta lưu ý, ancan của chúng ta có công thức phân tử là CnH2n cộng 2. Đốt cháy hết thì thu được CO2 và H2O. Số mol của ancan là 2,24 chia cho 2,4 thì bằng 0,1. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư. Nước vôi trong dư CaOH 2 lần dư thì thấy có kết tủa. Kết tủa đây, kết tủa CaCO3. Ta sẽ có kết tủa CaCO3 số mol là 40 chia 100 thì bằng 0,4. Và do là CaOH 2 lần dư nên số mol kết tủa sẽ chính bằng số mol CO2 bằng 0,4. Ơ thế xong rồi. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được số nguyên tử carbon. Số carbon bằng 0,4 chia 0,1 thì bằng 4. Vậy thế vào công thức này, nó là C4H10 kem nhé. C4H10. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ C4H10. Câu 19, một câu khoai hơn. Câu 19 là một câu khoai hơn một chút. Khi mà đề bài bây giờ là đốt cháy 2 hydrocarbon mạch hở thì thu được số mol CO2 là 2,4 chia cho 2,4 bằng 1 mol CO2 và 25,2 chia cho 18 nhá, là mình tìm được số mol nước. 25,2 chia 25,2 chia 18 bằng 25,2. 25,2 chia 18. 25,2 chia 18 bằng 1,4. Thế thì hoàn toàn các bạn lưu ý nhé. Ở đây này, mình sẽ nhìn thấy này là số mol của nước lớn hơn số mol CO2. Số mol của nước lớn hơn số mol CO2 nên dẫn đến, do số mol của nước lớn hơn số mol CO2 nên dẫn đến là hydrocarbon này là ancan. Thế thôi. Thế là xong rồi. Và ancan thì có gì? Có N nước trừ N CO2 bằng N ancan. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B.
quá dễ dàng. Câu 20 ạ. Câu 20. Dọc kinh chưa? Cho các ancan sau đây, ancan nào tồn tại một đồng phân mà tác dụng với clo theo tỷ lệ ra mono clo ancan duy nhất. Thế ở đây thì dạy các bạn một skill nhá, một mẹo nhá. Mẹo này là một ancan mà tác dụng với clo tạo ra một mono clo ancan duy nhất thì khi và chỉ khi, khi và chỉ khi là ancan này nó phải đối xứng cao nhất, đối xứng nhất. Thế thì anh ancan nào là ancan đối xứng nhất? Thứ nhất của chúng ta là anh CH6, đây là đối xứng nhất, đúng không? Hai thằng giống y xỉ nhau. Thứ hai là anh C5H12, đây đối xứng nhất, bốn thằng này giống nhau luôn. Và thứ ba là anh C8H18. C8H18. C8H18 ạ. Đây các bạn nhìn không? Đối xứng nhất không? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Quá lèo dốc luôn, chứ còn gì nữa. Câu số 21 ạ. Thực ra nhé, câu số 21 này này, chúng ta cần nắm được cho thầy từ chốt thôi là chúng ta thắng luôn. Từ chốt ở đây là từ chốt gì? Từ chốt ở đây là thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Đấy là một từ chốt. Thứ hai là mình nhìn thấy nhá, là số mol nước lớn hơn số mol CO2, nên chắc chắn hộ hydrocarbon này là ancan. Được không ạ? Vậy mình sẽ có này. Thứ nhất là do N nước nó lớn hơn NCO2 nên chắc chắn X là ancan. Và do X là ancan nên có công thức luôn là CnH2n+2. Và mình sẽ có là N của ancan thì bằng N của nước trừ N của CO2 và bằng N của nước của chúng ta là 0,132 trừ đi N của CO2 0,11 bằng 0,022. Ok chưa? Và từ đây thì mình sẽ tìm được số nguyên tử carbon của ancan. Số carbon bằng số mol CO2 là 0,11 chia cho số mol của ancan là 0,022 thì bằng 5. Nên chắc chắn nó là C5H12. Mà C5H12 tác dụng lại chỉ tác dụng với clo lại chỉ được một sản phẩm hữu cơ duy nhất, nên chắc chắn 100% C5H12 chỉ có thể là 2,2 dimethyl propan, hay còn được gọi là neopentan. Ok nha. Câu 22 ạ. Câu 22. Đốt cháy hoàn toàn Mg hỗn hợp, giá trị của M. Úi dồi ôi, câu này thì lại dạy chúng ta một skill kinh khủng của thầy nhá. Các bạn có muốn nghe không? Skill này skill cực kỳ kinh khủng của thầy. Mình luôn luôn có này. Số mol CO2 này bằng này 3,3 chia 44 này bằng này 0,075. Số mol của nước này 4,5 chia 18 bằng này 0,25. Đây skill kinh khủng này, mình có này. Khối lượng của CH4, CH6 và C4H10 chính là khối lượng của hydrocarbon. Khối lượng của hydrocarbon, đây công thức giải siêu nhanh các em nhá, thì luôn bằng 12 lần NCO2 cộng 2 lần N nước. Bạn nào chưa biết thì đóng khung lại, chuyên dùng để giải những bài tập như thế này luôn. Nhớ chưa? Và bằng 12 nhân với 0,075 cộng 2 nhân với 0,25 bằng 12 nhân 0,075 cộng 2 nhân 0,25 bằng 1,4. 1,4. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ nha. Câu 23. Câu 23. Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam một ancan, thu được CO2 là 11 chia 44 bằng 0,25. Nước là 5,4 chia 18 bằng 5,4 chia 18 bằng 0,3. Ok chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được số mol của ancan.
sẽ bằng là 0,3 trừ 0,25 bằng 0,05. Ok không? Và đến đây mình sẽ tìm được số nguyên tử carbon bằng 0,25 chia 0,05 thì bằng 5. Số nguyên tử carbon bằng 5. Vậy chắc chắn anh ancan này của chúng ta là C5H12. Và đề bài hỏi chúng ta là theo tỷ lệ mol 1 chia 1 tạo thành một dẫn suất mono clo duy nhất, và một dẫn suất mono clo duy nhất là anh này. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì? Quá dễ dàng. Câu 24. Ô 24 tương tự nhỉ? 24 tương tự như câu 22 này các em ơi. Lại sử dụng skill của thầy này các bạn nào. Các bạn cùng comment đáp án thì coi xem nào. 24 ạ. Bấm máy tính vèo phát là xong chứ. M bằng 12 lần N CO2 cộng 2 lần N nước và bằng số mol 17,6 chia 44 bằng 0,4. Số mol nước là 10,8 chia 18 bằng 0,6. Vậy là bằng 12 nhân 0,4 cộng 2 nhân 0,6. 12 nhân 0,4 cộng 2 nhân 0,6 bằng 6 ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 25 ạ. Câu 25 ạ. Các bạn lưu ý nhá. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancan, hai ancan kế tiếp. Vậy mình đặt hai ancan kế tiếp của mình nó là CN trung bình H2N trung bình cộng 2. Ra được số mol CO2 là 24,2 chia cho 44 bằng 0,55. Và số mol nước của chúng ta thì bằng 12,6 chia 18 bằng 0,7. Vậy mình sẽ có được là suy ra mình sẽ có là số mol của ancan sẽ bằng là số mol nước là 0,7 trừ số mol CO2 là 0,55 bằng 0,7 trừ 0,55. 0,7 trừ 0,55 bằng 0,15. Đấy, số mol ancan là 0,15. Thì với số mol của ancan là 0,15 thì hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được số nguyên tử carbon trung bình. Sẽ bằng là số mol của CO2 là 0,55 chia 0,15. 0,55 chia 0,15 bằng 3,66. Do đề bài nói là hai ancan kế tiếp, vậy 3,66 này lớn hơn 3 và nhỏ hơn 4. Vậy một anh là C3H8, một anh là C4H10. Vậy suy ra đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, C3H8 và C4H10 các em nhá. Thấy không? Đây là những cái bài nó khó và khoai hơn rất rất nhiều. Câu 26. Hydrocarbon mạch hở X trong phân tử chỉ chứa liên kết sigma và có hai nguyên tử carbon bậc 3 trong một phân tử. Đốt cháy một thể tích X sinh ra 6 thể tích CO2. Thì ở trong cùng một điều kiện nhiệt độ và áp suất thì mình có thể coi số coi thể tích như số mol. Coi thể tích như số mol. Như số mol để tính toán bình thường. Vậy hoàn toàn ở đây mình sẽ tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng số mol CO2 là 6 chia số mol X là 1, vậy là 6. Đề bài này nói chúng ta là hai nguyên tử carbon bậc 3 trong một phân tử. Để mà có 6 carbon và hai nguyên tử carbon bậc 3 thì nó chỉ có thể là anh này thôi. Đúng không ạ? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ô, hai nguyên tử carbon bậc 3. Bỏ anh này đi. Đủ bậc 3 chưa? Vậy số dẫn suất mono clo tối đa sinh ra là. Các bạn nhìn nha, thầy vẽ lại, Đây nó đây này. Đây, vẽ lại cho chuẩn này. Trục đối xứng này. Vậy mình sẽ có 1 1 1 1 2 2. Mình chỉ có hai dẫn suất mono clo tối đa sinh ra thôi. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 27 ạ. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol hỗn hợp gồm hai hydrocarbon thì mình sẽ thu được CO2 và nước. Sắp hấp thụ sản phẩm vào bình đựng CO2 và lần dư thì mình thu được kết tủa là CaCO3.
Số mol là 37,5 chia cho 100 thì bằng 0,375. Vậy số mol CO2 là 0,375. Nhưng đề bài nói với chúng ta là khối lượng bình tăng mình có M bình tăng thì chính bằng M của CO2 cộng M của nước, được không ạ? Và bằng 23,25 gam. Vậy tới đây mình sẽ tìm được số mol CO2. 23,25 trừ đi 0,375 nhân 44 bằng chia cho 18, ra số mol nước 0,375. Mình nhìn thấy số mol của nước bằng số mol của CO2 nên chắc chắn bọn này là cycloalkan, dẫn đến mình không thể mình xác định được chứ. Mình tìm được số mol nguyên tử carbon này, số carbon này bằng này 0,375 chia cho 0,15 bằng 2,5. 2,5. Được chưa? Và một anh vậy 2,5 mà không nói là gì cả, nhưng mà vậy số nguyên tử hydro cũng bằng là 5. Thì đây chắc chắn bọn này là cycloalkan rồi, do NCO2 bằng N nước nên A bỏ, B bỏ, C bỏ, đáp án đúng là đáp án D. Không thể xác định được. Không thể xác định được. Câu 28 á, có bao nhiêu công thức cấu tạo, có công thức đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C6H14. Bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử là C6H14? Mình vẽ ra thôi. C6H14 nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một cháu này. 1, 2, 3, mạch chính mạch C5 này. Các bạn nhìn kỹ này. Trục đối xứng này. Đánh số chỉ vị trí nhánh nhá. Đây là phân số 1, 2, 3. Đấy. Bây giờ đến này. Mạch C4 này. 5, 6. Được chưa? Vậy chốt lại, chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 đồng phân có công thức phân tử là C6H14. Câu 29. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 hydrocarbon liên tiếp ở cùng dãy đồng đẳng, rồi dẫn sản phẩm qua bình 1 đựng H24 và bình 2 đựng KOH. 2 hydrocarbon liên tiếp mình đặt nó là CXHI đi. Đốt cháy nó thì mình thu được CO2 H2O đi qua bình đựng H24 đặt thì nó giữ lại nước. Thì còn CO2 thoát ra đi qua KOH thì nó giữ lại thằng CO2. Vậy mình có M bình H2SO4 tăng thì chính bằng M nước. Được chưa? Vậy M nước bằng 6,3. Chính bằng 6,3. Vậy đến đây mình tìm được số mol nước 6,3 chia 18 bằng 0,35. Được chưa? Thứ hai ạ. Vậy M bình 2 tăng lên chính là M của CO2. Vậy là khối lượng CO2 là 11 chia 44 bằng 0,25. Ta nhìn thấy rằng là N nước lớn hơn NCO2. Do N nước lớn hơn NCO2 nên mình sẽ dẫn đến một điều là gì? Chắc chắn hydrocarbon này là alken. N nước lớn hơn NCO2, suy ra nó là alken. Và nó là alkan ạ. Là alkan. Và là alkan thì mình sẽ dẫn đến điều gì? Công thức tổng quát là CnH2n+2. Và ta sẽ tìm được số mol của alkan bằng N nước trừ NCO2 là bằng 0,1. Số mol của alkan bằng 0,1. Và với số mol của alkan bằng 0,1 thì mình sẽ tìm được số nguyên tử carbon trung bình. Carbon trung bình bằng số mol CO2 là 0,25 chia 0,1 bằng 2,5. 2,5 lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. 2 là C2H6, 3 là C3H8. Vậy liên tiếp mà. Liên tiếp. Được chưa? Ở cùng dãy đồng đẳng. Đấy các bạn chú ý nha, cụm từ ở đây là cụm từ liên tiếp. Vậy là mình sẽ có là CH6 và C3H8. Ô thế vậy là không có đáp án nào đúng rồi. C2H6 và C3H8 cơ. Ok nha. Câu cuối cùng của buổi học ngày hôm nay, câu 30. Boss của buổi học ngày hôm nay.
đốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan. Metan là CH4, etan là C2H6, propan là C3H8. Bằng oxy không khí thì gồm có oxy và nitơ. Oxy chiếm 2% thể tích. Thu được CO2, H2O, số mol CO2 là 7,84 chia cho 2,4 bằng 0,35 mol. 0,35 mol. Số mol nước của chúng ta là 9,9 chia 18 bằng 0,55 mol. Đề bài hỏi thể tích không khí nhỏ nhất cần dùng đốt cháy hoàn toàn lượng khí trên. Thế bạn lưu ý này. Do đây đốt cháy hỗn hợp hydrocarbon nên nếu mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy thì mình có này, 2 lần số mol O2 có phải chính bằng 2 lần số mol CO2 cộng 1 lần số mol H2O mà. Và hoàn toàn ở đây mình sẽ tìm được số mol của O2. 2 nhân 0,35 cộng 0,55 bằng 2 nhân 0,35 cộng 0,55 bằng 1,25 chia 2 0,625. Mình tìm được số mol oxy, vậy mình sẽ tìm được thể tích nhân 2,4 của oxy là 14. Nhưng oxy chỉ chiếm 20% thể tích, vậy chia cho 0,2 bằng 70 lít. Vậy thể tích không khí nhỏ nhất cần dùng là 70 lít. Ok. Các bạn thấy không ạ? Ngày hôm nay thầy đã giúp cho chúng ta chinh phục 30 câu khoai của bạn ạ, bài An Cang. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Và rất là mong muốn các bạn cùng đón chờ đến buổi học tiếp theo, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta về bài An Cang.